Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Vũ Mập ha. Thì kênh của mình là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma cho tất cả các bạn từ khắp mọi nơi gửi về. Thì nếu mà các bạn có những câu chuyện ma nào muốn gửi về cho mình thì các bạn có thể vui lòng gửi về một cái mail tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không là nhanh nhất, cái cách mà nhanh nhất và cái cách mà tất cả các bạn, hầu như là 70% những bạn gửi chuyện cho mình là tất cả đều gửi về Zalo. Thì các bạn có thể là kết bạn Zalo với mình. Zalo của mình tên là, cái số điện thoại Zalo của mình là 0938 773 799. Thì khi các bạn kết bạn về đó thì các bạn có thể là dễ dàng hơn trong cái việc là gửi chuyện ma. Nếu mà các bạn không tiện đánh máy nhắn tin thì các bạn cũng phải có thể là ghi âm lại và gửi về cho mình thì nó sẽ nhanh hơn, và khi các bạn gửi về là mình sẽ nghe qua và mình nhớ và mình sẽ kể lại cho những người khác cùng nghe mọi người ha. Cái hành động mà các bạn gửi cái những câu chuyện về cho mình là một cái hành động nó rất là ý nghĩa đối với mình luôn. Tại vì cái kênh mình nó còn rất là nhỏ nè, rất là ít người biết tới. Thì khi như vậy là có rất là ít bạn mà có những câu chuyện ma biết tới mình để mà gửi về cho mình nên mình thường xuyên là hay thiếu những câu chuyện ma, không có đủ chuyện để mà kể cho những người khác cùng nghe. Thì nếu mà các bạn gửi về chuyện cho mình như vậy thì mình sẽ có cái nguồn chuyện để mình kể lại cho những người khác cùng nghe nữa. Thì từ đó tất cả những bạn khác sẽ biết tới kênh mình và kênh mình sẽ càng ngày càng phát triển hơn. Và kênh của mình là càng ngày càng có những câu chuyện ma nó nhiều và nó phong phú hơn các bạn ha. Và mình cũng xin rất là cảm ơn những bạn đã có hảo tâm và đã dành thời gian ra để gửi chuyện về cho mình. Thì như thường lệ đó là mình hay đọc những comment, hay đọc những comment sớm nhanh nhất của các bạn ở tập trước. Nhưng mà các bạn ơi, mình xin phép khoảng 30 giây tới 45 giây đó mình nói một chút xíu là cái thời gian này đó hay là cái thời gian là mình đã đi chăm sóc bà xã của mình. Tại vì bà xã mình sắp sanh em bé thì có thể là cái thời gian này là mình đã phải đi chăm sóc em bé rồi, chăm sóc bà xã và em bé rồi. Nên cái khung giờ kể chuyện của mình cái lúc mà mình ngồi xuống mình kể chuyện nhiều khi là nó tùm lum hết trơn. Có thể là một ngày mình có thời gian nhiều mình sẽ kể 2-3 tập luôn. Có ngày nhiều khi mình sẽ bận rộn mình không kể tập nào hết. Thì nên như vậy đó là mình không có điều kiện để mình đọc những comment của những bạn đã comment sớm trong những tập trước, thì mong các bạn thông cảm. Thì mình xin hứa là chỉ trong vòng khoảng trễ nhất là một tháng thôi, khi mà bà xã mình khỏe lại, con của mình nó cũng cứng cáp rồi đó, thì mình sẽ dành thời gian nhiều hơn để mình kể đều hàng ngày luôn. Đó, để mà mình có thể đọc được tên của các bạn đã comment nhanh nhất từ những cái tập truyện trước. Nhưng mà các bạn yên tâm đi, mình vẫn cố gắng làm sao để mà cứ 2 ngày một tập và đúng 8 giờ tối, 2 ngày, cách 2 ngày một tập, cách 2 ngày một tập. Đó là cứ đúng 8 giờ tối là mình sẽ đăng chuyện lên. Có thể là mình sẽ kể vào buổi sáng, hoặc có thể là mình kể vào buổi tối, buổi chiều gì đó. Nhưng mà cứ đúng 8 giờ tối cách ngày như vậy là mình sẽ đăng chuyện lên cho các bạn cùng nghe ha. Rồi bây giờ hôm nay mình nói nhiều quá, hôm nay mình nói gần hết 3 phút rồi. Thôi bây giờ bắt đầu mình sẽ vào cái câu chuyện đầu tiên luôn. Thì cái câu chuyện này nó tên là Hồn Ma Người Bán Gỏi Bò. Thì đây là một câu chuyện do một chị năm nay cũng đã lớn rồi, 30 mấy tuổi rồi, và đang làm việc ở cho một ngân hàng ở thành phố Hồ Chí Minh và cũng đã có chồng có con rồi. Nhưng mà chị đã gửi về một cái câu chuyện xảy ra lúc mà chị còn học đại học mọi người ha. Và chị đúng là năm đó là chị học đại học năm 3, đó là cũng rất là lâu rồi, chị không có nói khoảng thời gian, nhưng mà mình nghĩ là chắc nó cũng tầm khoảng 2010 2011 gì đó. Thì câu chuyện đó nó cũng xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Thì nếu mà các bạn không biết cái món gỏi bò là gì, nếu mà những các bạn ở vùng miền khác đó, người Sài Gòn thì chắc chắn là biết món gỏi bò đó, còn những người ở vùng miền khác nhiều khi là người ta không biết. Thì các bạn có thể là lên Google để search cái món gỏi bò. Thì cái món gỏi bò đó là cái món do là khô bò và một chút xíu rau nọ đồ trộn vô, và cái đặc trưng của đó là cái người bán là thường thường hay đẩy một chiếc xe ngoài đường, và thường thường là đàn ông bán chứ không phải là phụ nữ đó, đẩy xe ngoài đường. Và cái đặc trưng nhất, cái tiếng rau của cái món gỏi bò đó là không phải là một cái tiếng rau bình thường, mà là nó có kết hợp với cây kéo. Có một cái kéo rất là cũ luôn, và cầm cái kéo để cắt gỏi bò và cắt rau thì khi mà người ta vừa đẩy vậy nè, và người ta sẽ vừa cắt, nghe tiếng cắt và rau là gỏi bò đây. Đó là mình cũng ở Sài Gòn thì rất rất là nhiều người bán vậy luôn, nên những người Sài Gòn rất là đặc trưng cái món đó. Nó cứ đẩy chút xíu là cái kéo cắt gỏi bò đây, cắt, âm thanh nó vang lên để làm thu hút sự chú ý ha. Đó thì cái câu chuyện nó sẽ xung quanh cái người bán gỏi bò này. Thì chị kể năm mà chị lên Sài Gòn chị học đại học là cái lúc đó thì đương nhiên là giống như là những người sinh viên từ dưới quê lên, là chị cũng rất là nghèo và cũng không có tiền đó, nên chị mới ở một căn nhà trọ cũng gần trường thôi, cách trường tầm khoảng 3-4 cây số thôi. Và từ căn nhà trọ đó đi tới trường thì khi mà từ căn nhà trọ đó đi ra tầm khoảng gần 1 cây số là có một cây cầu, và qua khỏi cây cầu là chạy thêm 2 cây số nữa là sẽ tới trường
đó mình giải thích một chút xíu để hồi nó vô chuyện mọi người sẽ dễ hình dung hơn ha. Thì chị có nói là cái món yêu thích của chị là đương nhiên là cái món gỏi bò rồi, tại vì như mấy đứa kia thì nó thích là bánh tráng này nọ, là chị không hiểu tại sao mà chị thích gỏi bò mà chị thích vô cùng luôn. Có thể là một tuần lễ là chị có thể là ăn 3 ngày là chị ăn gỏi bò, ngày nào cũng nói chung là cứ 3 ngày là chị ăn gỏi bò. Có khi là bữa nào mà hả chị có tiền nhiều là hầu như là một tuần lễ 7 ngày là chị đều ăn gỏi bò luôn. Nhưng mà chị chỉ ăn gỏi bò của một người duy nhất thôi, đó là cái ông này là tên là chú Bảy. Đó là ông này đó, cái buổi mà tầm 4 5 giờ mà sinh viên ra 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 trường đó thì chú Bảy này chú sẽ đậu xe trước cổng trường và chú bán. Đó, nhưng mà chị không bao giờ chị mua ở chú Bảy lúc mà chú đậu ở cổng trường hết. Chỉ đợi cho tới khi mà chú này tới tầm 6 7 giờ là chú đẩy chiếc xe của chú về, chú đậu cái cầu mà hồi nãy mình nói đó. Đó, chú đậu ngay cái dốc cầu bên này. Đó, tại vì ngay cái dốc cầu đó nó có một cái đèn xanh đèn đỏ và nó có cái đèn đường chiếu vô, thì chú đứng ở đó là vừa vừa mát mẻ nè, vừa có đủ ánh sáng để cho người ta thấy nữa. Thì tới tầm khoảng 7 giờ là chú đứng ở đó. Và chị này thường xuyên mua ở đó, tại vì chị nói á, khi mà chị mua trước cổng trường như vậy á, nó đông đúc quá, người ta đông, người ta chen lấn nhau, người ta mua, hoặc là học sinh đứng ở gì sinh viên đứng ở đó nhiều quá đó thì mất công lắm. Nên chị đợi là chị đi về nhà chị tắm rửa này nọ rồi xong đó là chị xách xe chị chạy ra ngoài chỗ cây cầu đó là chị mua. Thì vừa khỏi chen lấn mà vừa đứng đó nói chuyện tâm sự với chú nữa, tại vì đó chú cũng rất là già rồi mà chú không có gia đình. Đó, nên là chị cũng thường xuyên ra đây ăn và đứng nói chuyện với chú tầm khoảng nửa tiếng rồi đi về. Đó đó là hầu như là một tuần lễ 3 ngày luôn. Đó, một tháng là 15 ngày luôn, đó là cứ ở đó cứ đứng ở đó nói chuyện với chú và ăn uống hàng ngày vậy đó. Thì chị mới nói là một cái ngày hôm đó là chị được trường cho nghỉ 5 ngày và chị quyết định là chị sẽ về quê, và quê của chị là ở Nghệ An. À, và chị quyết định là do nghỉ được nhiều quá nên chị mới quyết định là đi xe đò đi về quê để mà thăm nhà. À, thì trước khi đi như vậy đó là chị còn ghé cái chú Bảy này, chị mua 3 bịch gỏi bò để chị để dành chị đem lên xe chị ăn, với lại về dưới mà nhiều khi mình về chơi 5 ngày nhiều khi thèm quá, mà tại vì chị nói là không bao giờ quá 3 ngày mà chị không ăn gỏi bò hết trơn á, mà lần này là đi tới 5 ngày lận nên chị quyết định là chị sẽ mua đem đi dưới, có gì thèm thèm thì lôi ra ăn. À, thì chị mua xong chị về quê, nhưng mà chị về quê 5 ngày như vậy và sau đó là chị đi lên. À, thì khi mà chị đi lên đó là chị nói sao kỳ lắm nha, suốt một tuần lễ thì chị không có thèm gỏi bò nữa nên chị không có ghé mua đó, nên chị cũng không có để ý chú nữa. Chị cũng lúc là cái việc học nó tới nhiều quá nên chị không có để ý là chú còn đứng đó bán hay không. Nhưng mà sau một tuần lễ như vậy đó là chị thèm, cái bữa tối hôm đó chị thèm gỏi bò quá thì chị mới quyết định là chị đi ra cây cầu để đi kiếm ông đó, tại vì chị biết chắc chắn là tới 7 giờ là ông đó ông phải đứng ở đó rồi. Thì lần này khi mà chị chạy ra thì chị lại không thấy cái chú này đứng bán đó. Thì cái chuyện nói chuyện bình thường thôi, nghĩ là chắc là do công việc gì đó nên là không bán thôi. Thì chị cũng đi về và chị nói 3 4 ngày sau á, chị đi ra chị vẫn không thấy chú này bán ở đâu hết. Và trước cổng trường chị đứng, dụ như chị ra về chị đứng đó chị nhìn chị cũng không thấy chú đó bán, mà chiều 7 8 giờ á, chị ra cũng không thấy, mà cũng lâu lâu tới 10 giờ đêm chị chạy ra luôn chị cũng không thấy chú này bán đâu hết luôn. Thì cứ nghĩ không lẽ giờ chú này bận công việc gì hay là sao á, mà nghỉ bán lâu dữ thần như trời, đó 7 ngày cả tuần lễ rồi mà sao vẫn chưa thấy chú bán nữa, mà chị rất là thèm gỏi bò và chị cũng nhớ chú nữa. Rồi cái hôm đó, khi mà có một ngày hôm đó nha, khi mà chị đang đi học về có nghĩa là chị cũng đã từ từ là chị quên đi cái ông gỏi bò đó rồi, và chị có ý định là chị sẽ bắt đầu là chị đi kiếm cái người khác bán để mà chị ăn, đó là chị bắt đầu là chị quên cái chú Bảy bán gỏi bò luôn rồi. Thì một ngày hôm đó khi mà chị đi học về đó, lần này là chị học buổi tối nên là chị về là vào dắt 8 giờ mấy đó là chị bắt đầu chị đi về. Thì khi mà chị chạy tới gần cây cầu á mọi người ha, thì chị đứng bên đây cầu thì chị nghe cái tiếng cái âm thanh chi kéo đó, cái âm thanh chi kéo đó cắt 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 cắt, gỏi bò đây đó, là nghe cái tiếng rao của chú ở bên kia cầu. Chị đứng bên đây cầu, chị đang chạy, chị đang đạp xe đạp. À, nãy giờ mình quên nói là chị đạp xe đạp đi học. Thì chị đứng bên đây cầu chắc chắn là chị không thể nào chị nhìn qua bên kia được, tại vì cái cầu nó cao lên vậy nè mọi người. Thì khi mình đứng bên này đó mình nhìn không thấy bên kia, nhưng mà chị nghe được cái tiếng rao và tiếng kéo là lúc này đó là chị rất là mừng rồi. Chị nói ồ hôm nay ông lên ông bán lại rồi, chị đang rất là thèm tại vì chị chưa có đi tìm được cái người khác bán ngon như ổng. Thì chị mới cố gắng hết sức luôn, chị đạp để lên dốc cầu, đạp lẹ để tới mua của ổng á. Nhưng mà khi chị đạp lên tới giữa cầu thì chị nhìn á, nhìn chị không thấy cái ông bán gỏi bò đâu hết. Tại vì chị nói rất là dễ nhìn luôn, tại vì ông đó ông đứng đó ngay xe đèn đỏ là cái thứ nhất, cái thứ hai là có cái ánh đèn chiếu xuống vậy nè là nó rất là sáng luôn, là đi từ xa nhìn từ xa thôi là thấy ông đó ông đứng rồi. Nhưng mà sau lần này chị nghe cái âm thanh chị nghe rõ ràng luôn, chị còn nghe cái tiếng rao của ổng rõ ràng vậy đó.
mà chị đi lên tới giữa cầu chị nhìn xuống kia không thấy ổng đâu hết trơn á, nộ lắm. Thì lúc đó là chị cũng nghĩ là ừ chắc do mình thèm quá với lại mình nhớ ổng quá thôi, thì chị cũng lũi củi chị đạp về đó. Và chị nói ha, từ cái ngày hôm đó chị vẫn không thấy ông này bán đâu, nhưng mà cứ lâu lâu bữa nào mà chị mệt trong người đó, chị để ý luôn, chị để ý là khi nào mà chị bữa nào mà chị học nhiều quá, chị đạp xe nhiều quá, chị mệt trong người đó, là chị cứ đi ngang gần cái cầu đó là chị nghe cái tiếng rào của ổng, nghe cái tiếng kéo cắt 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 cắt, gỏi bò đây gỏi bò đây đó. Và lần nào như lần nấy luôn, cứ thể mà chị hơi mệt chút xíu thôi là chị lại nghe cái tiếng ông này. Thì á có khoảng tầm khoảng 2-3 tuần lễ sau á, lúc này á là chị không đi học nữa mà chị ở trong cái nhà trọ đó, và chị đi mua đồ. Chị lúc đó chị đi mua đồ ở cái tạp hóa ở gần cái cầu đó. Thì khi mà chị đạp tới nha, chị đạp là cái hướng từ 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 khách từ nhà trọ tới cái cầu đó nha, là khi mà cách còn khoảng 50 mét đó, là chị nhìn cho cái cầu đó, chỗ xe đèn đỏ đó, là lúc này là chị đã thấy rõ ràng ông chú Bảy ông đang đứng đó để mà ông bán gỏi bò. Ông còn cầm cái kéo, ông nhịp 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 mà còn nghe cái tiếng rao, nghe rõ ràng cái tiếng rao gỏi bò đây gỏi bò đây đó. Là đi từ 50 mét là chị thấy rồi nha. Chị lúc này á, là chị không có nhớ tới những lần trước là mình nghe cái âm thanh đó nó như vậy. Lúc đầu là chị vừa thấy ổng là chị mừng dữ lắm. Tại vì chị nói á, chị với ổng không phải là chuyện mà mua bán không nữa, mà nhiều khi mình cũng có cái tình thương á. Tại vì suốt 2 năm đại học đầu tiên là chị đã ăn ông này suốt 2 năm trời vậy rồi, nhiều khi cũng có một chút tình cảm nho nhỏ, kiểu như chú cháu với nhau. Thì khi mà thấy chị rất là mừng, chị rất là vui luôn, là chị đạp, chị cố hết sức chị cong giò lên, chị đạp lẹ 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 lẹ, là bắt đầu chị mua. Với lại chị cũng hỏi ổng rồi, sao tự nhiên gần cả tháng nay không thấy ông bán đâu hết trơn, tôi thèm thấy bà luôn. Tôi tưởng ông lâu ông đi về quê hay ông bị cái gì rồi, ông không thấy ông bán là tôi thèm muốn chết luôn, hơn hôm nay gặp ông đó. Là chị nghĩ trong đầu chị như vậy rồi nha. Và khi chị đạp gần tới vậy là chị còn thấy là cái ông này nha, mặc quần tây đó, áo thun rộng bình thường, y như là một con chú Bảy bình thường thường ngày mà chị biết. Và khi còn cách tầm khoảng 10 mét á, thì chị thấy là ông này đứng quay qua nhìn chị cười y như những lần trước mà thấy chị từ xa, kiểu như là mối mang quen thuộc đó. Thì khi mà thấy khách hàng từ xa vậy là cười rất là thân thiết đó, là còn thấy chú này là đứng đó nhìn cười gặp mấy kéo vậy nè, còn vơ vơ cái tay lên này kiểu như là chào 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 chị và quắt chị lại cầm cái kéo cắt cắt cắt, vẫn còn nghe tiếng âm thanh nha. Thì khi mà chị gần hơn một chút nữa thì ông này đột nhiên là ổng biến mất, ổng và chiếc xe là biến mất tiêu luôn, cái xe gỏi bò nó biến mất tiêu luôn. Mà chị nói trời, cái khung cảnh nó rất là kinh dị Vũ ơi. Chị đứng đó chị nhìn, chị thấy rõ ràng là ổng đậu cái chiếc xe gỏi bò nó đâu có nhỏ đâu, nó bự lắm, nó bự thù lù vậy nè. Ổng đứng ở đó nữa, ổng còn đội cái nón, ổng cầm cái kéo, ổng đứng ổng nhìn chị vậy đó. Mà chị tới gần tầm khoảng 5 mét nữa thôi là rất là gần rồi, mà tự nhiên ổng biến mất trước mặt chị luôn. Và chị thấy ở đó là một cái miếng đất trống này, nó không còn một cái gì hết luôn. Trời, cái lúc đó là chị là hồn vía chị lên mây luôn, là chị rất là sợ luôn, kinh khủng, nó rất là kinh khủng như vậy. Thì lúc mà vậy là chị đứng hình liền đó, là chị đang đậu giữa đường luôn mà, nhưng mà chị thắng xe cái két lại, chị nhìn như nè, chị đứng hình luôn và chị dụi mắt 4-5 lần luôn, chị nhìn và chị không thấy cái ông này đâu hết đó. Lúc này là chị quá sợ đi, chị quá sợ nên chị mới bắt đầu là chị quay xe đạp, rồi chị đông chị cong đuôi chị đạp một phát một đi về nhà trọ luôn, mà không có mua đồ luôn. Và chị nói là cái lúc đó là chị nhớ là chị đi mua cái đồ gì mà nó quan trọng đó, mà chị sợ quá là chị bỏ luôn, chị không có mua luôn, chị đạp về phòng nhà nhà trọ xong là chị bay vô giường là chị nằm đi chầm mền luôn, là vì chị quá sợ. Thì á tối hôm đó, ngay cái buổi tối hôm đó thôi á, là chị cứ bị ám ảnh về cái âm thanh cái kéo. Những lần trước thì chị vẫn nghe nhưng mà chị không nghĩ gì hết, nhưng mà tới khi chị thấy cái hình ảnh mà cái ông đó, ông chú Bảy, ông biến mất trước mặt chị á, là bắt đầu chị bị ám ảnh. Chị bị ám ảnh là lúc nào chị cũng suy nghĩ về ổng, chị lúc nào chị cũng suy nghĩ về cái gương mặt mà chị mới thấy lúc chiều, là ổng đứng ở đó ổng nhìn chị này nọ đồ đó, rồi hả tự nhiên ông biến mất vậy á. Rồi lâu lâu chị còn nghe cái âm thanh cắt 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 để từ ở đâu vọng về đó, ở trong đầu chị lúc nào cũng suy nghĩ tới cái ông đó hết. Và chị rất là sợ luôn, chị không ngủ được nguyên cả một đêm đó, chị không ngủ được luôn đó. Thì sáng ngày hôm sau á, là chị không ngủ được nguyên đêm, mà sáng ngày hôm sau chị mới quyết định là chị sẽ đi ra cây cầu đó để chị hỏi thăm cái hàng xóm. Tại vì lúc này là chị biết chắc chắn ông này ông đã mất rồi, ông này ông đã chết rồi, nhưng mà chị quyết định là chị đi ra ngoài chỗ cái cầu đó, chị hỏi những người hàng xóm vòng vòng nó coi là thật ra là nó có chuyện gì, cái có chuyện gì đó, mà ông này ông hiện hồn như vậy mà ông có bị gì hay không, thật ra là ông có chết hay chưa. Thì sáng hôm sau lúc 7 giờ sáng đó là chị bắt đầu là chị đạp xe đạp ra đó, và chị hỏi những người hàng xóm thì chị mới biết được một câu chuyện đó, là nó rất là đau lòng luôn đó. Là chị nói là những người hàng xóm mới nói đó, thì cái bữa hôm đó đó
là ổng đang đậu đó, ổng bán bình thường hết. Thì tới ổng bán bình thường vậy là tới tầm 8 giờ á, là có một chiếc xe ben nó chạy từ trên cầu nó chạy xuống và nó bị mất lái và nó đâm thẳng vô chiếc xe của bọn ổng luôn, là chiếc xe nó là nó đổ bể banh chành luôn, và ông này ông bị kẹt ở dưới bánh xe và ông chết ngay tại chỗ, ông chết liền tại chỗ luôn. Và xe mấy cái xe gỏi bò, cái xe gỏi bò là nó bể tan nát hết luôn đó. Là thì công thì lúc đó người dân người ta cũng báo công an tới và cũng giải quyết sự việc, cũng bắt cái ông tài xế này. Và nói chung là hai ba ngày sau là mọi việc nó cũng xong hết rồi, thì người dân ở đó mới thấy là cái ông này ông có tội nghiệp đi, ông không có con cái gì hết, thấy ông có con thân mình nè, mà ông đứng đây ông bán 2 năm thì người ta cũng biết ông rất là nhiều, nên người ta mới quyết định là cái xóm đó, cái xóm nhỏ đó, người ta mới hùn tiền lại để mà mai táng cho ông này, và đi đi thiêu ông và cầm cái hũ tro cốt lên gửi ở một cái chùa cách đó mấy cây số, gửi cái chùa đó. Và người ta còn lập một cái miếu nhỏ ở ngay cái dưới chân cầu nữa, nhưng mà nó nằm ở bên trong cầu, có nghĩa là cái cầu mình thường thường nó có một cái lối đi ở dưới đó, thì nằm bên trong, nên là cái chị này chị không có thấy được cái miếu đó đó, đó. Thì khi mà chị nghe vậy thì chị rất là buồn, chị vừa nghe xong là chị buồn dữ lắm luôn, và chị biết là ông đó ông hiện ra cho mình xem vậy rồi đó. Và chị buồn, lúc đó chị đứng đó chị buồn, chị khóc rất là nhiều luôn. Và sau đó là chị mới lủi củi đạp xe đạp về nhà trọ, và chị vừa đạp chị vừa khóc đó. Thì chị khóc nguyên một ngày luôn, ngay khóc nguyên một ngày cho tới tối luôn, là chị rất là mệt rồi, chị rất là mệt, khóc mà mình khóc 2 3 tiếng đồng hồ thôi mình đã rất là mệt rồi, mà cái chị này là khóc nguyên buổi chiều, tại vì thương ông này quá đi, 2 năm trời nay rồi, nhiều khi 1 năm như vậy là gặp ổng là hầu như là hơn hơn 200 ngày, là ngày nào cũng phải gặp ổng rồi đó. Mà kiểu như chú cháu hay đứng nói chuyện với nhau, tâm sự với nhau, tình cảm nó phải có tình cảm rất là thương. Thì khi mà nghe chú này chết, mà chết một cái cách mà nó oan uổng, mình tức tử như vậy đó, là chị buồn, mà chị nói là ha, bây giờ đó đã qua hả gần 10 năm rồi, mà chị cứ nhớ lại, chị kể cho em nghe là chị vừa biết và chị vừa rưng rưng nước mắt luôn, tại vì chị thương ổng quá đi má. Thì khi tối vậy là chị khóc nhiều quá, chị quá mệt, và chị bắt đầu là chị thiếp đi, chị ngủ quên. Thì chị nói là cái lúc đó là tầm khoảng 8 giờ mấy 9 giờ tối là chị thiếp đi, chị ngủ quên luôn. Thì chị gặp một cái giấc mơ, chị gặp một cái giấc mơ nó rất là kinh dị luôn. Khi mà chị ngủ vậy là chị trong giấc mơ nha, là chị tỉnh dậy và chị không có nhớ tới ông đó đâu. Khi chị tỉnh dậy là chị với ý định là chị sẽ đi ra chị bới cơm chị ăn, nhưng mà khi chị vừa tỉnh dậy thôi á thì chị nghe cái tiếng cắt cắt cắt, cái tiếng kéo đó và cái tiếng rao của ổng ở từ xa xa vọng về đó. Là lúc đó là khi mà chị vừa nghe tới là chị nhớ tới ông đó, ông đã chết như vậy rồi, như vậy rồi đó. Và khi mà nghe vậy là chị rất là sợ, tại vì chị nghĩ là ông này ông hiện về. Thì bắt đầu là chị, mới đầu khi mà chị đang mơ thì chị nghe cái tiếng nó xong đó là chị giật mình đó, chị giật mình rồi, và bắt đầu khoảng tầm vài 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 giây sau thôi đó, thì cái tiếng kéo và cái tiếng rao của ổng nó càng ngày nó càng gần gần tới cái cửa để đi vô trong phòng trọ của chị đó. Chị nghe là tiếng cắt cắt cắt, gỏi bò ở đây, và đi gần 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 tới cái cửa của chị. Và lúc này là chị rất là hoảng sợ, bắt đầu là chị lùi 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 lại và chị lùi sát vô trong tường luôn rồi đó, chị nói chị lùi sát vô trong tường luôn rồi. Thì đột nhiên á, cái cửa đó bắt đầu là từ từ nó mở ra từ từ, và chị thấy rõ ràng cái ông chú Bảy đó, ông đứng trước cửa em ơi chị, ông còn đẩy chiếc xe nữa mà, ông còn đẩy chiếc xe vô vô cái cửa đó, và ông đứng đó ông nhìn chị, mà ông nhìn chị cái gương mặt của ông rất là giận dữ luôn, hai con mắt ông trợn lên như vậy nè, và nhìn thẳng vô người chị và rất là giận dữ luôn, là khác xa với cái ông chú Bảy mà hiền hòa mỗi khi mà chị hay lại ăn gỏi bò. Mà lần này sao cái ông chú Bảy đó ông dữ dằn quá đi, nhưng mà ông không có làm cái gì chị hết trơn á, ông chỉ đứng đó, ông cầm cái kéo ông cứ cắt cắt cắt, và ông nhìn vô mặt ông, cầm ông im re mà ông nhìn thẳng vô mặt chị, mà gương mặt rất là giận dữ, ông nhìn chị như nào đó, rất là giận dữ luôn. Thì lúc này chị mới sợ quá đi, chị mới sợ quá, chị la lên, chị hét lên một cái là chị tỉnh dậy luôn. Thì khi mà chị la lên vậy, chị tỉnh dậy là cái bà mấy mấy người phòng trọ là người ta còn chạy qua coi chị bị cái gì nữa, sợ chị bị cướp hay gì mà chị la lên nữa. Thì người ta mới hỏi chị, nói là không có gì, không có gì hết đó, chị đâu có kể lại cho người ta nghe làm gì đâu đó. Là lúc đó lúc mà chị tỉnh dậy á, là chị nhìn đồng hồ á, là đã 4 giờ sáng rồi ha, là đã 4 giờ sáng rồi, chị quyết định là chị không ngủ luôn đó. Và chị mới biết là lúc đó chị ngồi chị suy nghĩ như vậy đó, thì chị mới biết là tại sao cái ông chú Bảy đó ông hiện ra để mà ông làm cái gương mặt giận dữ đó với chị. Thì chị nói là khi cái ngày hôm trước đó chị tới và chị biết được cái câu chuyện của chú Bảy là chú đã bị mất như vậy đó, nhưng mà do là quá đau buồn đi, quá quá đau buồn cho chú Bảy nên là chị quên luôn, là chị thắp một cái nén nhang ở cái miếu đó, và chị cũng quên luôn là chị đi sẽ đi lên chùa để mà chị thắp nhang cái bàn thờ của chú Bảy.
Đó. Thì bởi vì cái lý do đó nên cái chú Bảy đó chú mới hiện về là chắc chắc có nghiệp, chắc có thể là tại sao mày thân thiết như vậy, dù như mày không biết thì thôi, mà giờ mày biết tao chết như vậy rồi đó, mà mày không thắp cho tao được một nén nhang nữa ha. Cái nghĩa là chú Bảy là chú bực bội vậy nên tối đó chú mới hiện về và chú làm cái gương mặt nó rất là giận dữ như vậy đó với chị. Thì chị biết là chị suy nghĩ ra được cái điều đó rồi và chị quyết định là chị sẽ, lúc đó là 5 6 giờ sáng rồi, là chị quyết định là chị sẽ mua, đi ra chợ chị mua chuối nè, chị mua trái cây, giấy tiền vàng bạc, bánh trái và một bó nhang đó, là chị bắt đầu chị đạp xe ra ngoài chợ cây cầu đó đó và chị lại chị thắp nhang vô cái miếu đó và chị cũng có nói là chú Bảy ơi, con biết rồi, con biết chú Bảy mất rồi, mà ngày hôm qua khi con nghe được thì con buồn quá, con rất là buồn luôn, nên là con quên thắp nhang cho chú Bảy, mong chú Bảy là có linh thiêng thì sớm mà đi đầu thai đi chứ đừng có hiện về mà hù dọa con nữa, con là thân con gái, con rất là sợ, con rất là sợ khi mà nhìn thấy chú Bảy như tối hôm qua. Rồi chị cũng cắm nhang và bắt đầu chị chưng một mớ trái cây đó và chị cũng hỏi vòng vòng người xóm là cái chùa đó nằm ở đâu và chị cũng đạp xe lên trên chùa và chị lại chỗ cái bàn thờ. Tại vì á cái người người ta mất á mà chưa quá 49 ngày đó, chưa quá 49 ngày đó thì thường thường là còn để một cái bàn ở đó, đó một trong chùa còn để một cái bàn ở đó thì chị lại cái bàn ở đó là chị cũng mà tội rất là tội nghiệp á, tội nghiệp là tại sao? Khi mà chị nói tới cái bàn đó, Vũ bây giờ chị chỉ thấy một cái bàn, một cái bảng như này và ghi tên của chú Bảy thôi. Đó, người ta nói là cái ông tên đó đó, tại vì chị không biết tên thiệt của chú Bảy luôn mà. Người ta mới nói cái ông đó tên đó đó lại đó thắp nhang đi chứ không có hình ảnh gì đâu. Mọi người thấy tội nghiệp không? Chết mà tới tới thời bây giờ mà còn không có một cái hình để mà cúng nữa, tại vì cái chết quá bất nó bất đắc dĩ quá đi. Đó là nó chết nó chết quá quá nhanh luôn đi. Đó thì nên là không có ai mà nghĩ tới cái việc đó nên không có ai chụp hình để lại hết, gặp ổng cũng ở con mình. Đó thì cái bàn đó là chị nói là cũng không có ai cúng kiến gì nhiều hết, chỉ có đồ ăn của chùa người ta cúng thôi. Đó, và chị tới thì thấy cái tên đó chị rất là buồn và chị đứng bàn thờ đó chị khóc nửa tiếng đồng hồ luôn. Đó, rồi chị cũng chưng trái cây lên chị cắm nhang mà chị giấy giống như ở ngoài miếu vậy đó. Rồi cũng chị cũng đi về và trên đường về chị buồn, trời ơi. Nếu mà gặp mình đó mình cũng rất là buồn luôn. Chị nói là tại vì cái lúc đó là chị về quê như vậy nên chị không có biết cái tai nạn xảy ra. Đó, nên ngay lúc đó là chị không có tới mà chị kiểu như thắp nhang cho ông được, mà tới gần thì tới tới gần 1 tháng trời luôn, gần hết 49 ngày luôn chị mới biết cái chết của ông như vậy, nó đau lòng quá. Rồi khi mà chị về vậy đó là tối đó chị cũng tiếp tục chị gặp một giấc mơ, chị gặp một giấc mơ nhưng mà lần này thì không còn kinh dị nữa. Lần này đó thì chú Bảy hiện về với chị cũng giống như hôm bữa, chị cũng tỉnh dậy trong giấc mơ và chị cũng ý định là chị cũng đi 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 chuẩn bị đi bới cơm ăn, thì chị cũng nghe cái tiếng kéo tiếng rao của ổng từ ngoài cửa hiện về đó, nó vọng vô và chị cũng sợ, chị cũng lùi vô bức tường. Nhưng mà lần này cái cánh cửa nó mở ra thì chú Bảy á, rất là dễ thương đứng đó nhìn chị và nở một cái nụ cười và gương mặt á, rất là hiền hậu luôn, nó còn cười rất là tươi kìa, rất là vui vẻ với chị luôn, mà còn giơ tay lên chào chị nữa. Và sau đó là từ từ là chú lùi lùi lùi, chú kéo cái xe gối bò lùi 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 lại và quay lưng và đi đi cái hướng đi ra ngoài đầu hẻm. Cái lúc đó chị với thì chị nhìn đi ra ngoài đầu hẻm và từ từ là biến mất luôn đó. Là lúc đó và sau đó là chị tỉnh dậy và chị tỉnh dậy chị thấy là chị cũng cũng đang khóc đó, và chị nói là kể từ ngày hôm đó trở đi cho tới khi chị ra trường và chị đi làm luôn và sau này chị có mua căn nhà ở gần cái cầu luôn nha đó, thì chị vẫn không thấy chú Bảy này hiện lại một lần nào hết. Và chị nói là cứ khoảng 1 tháng trời, cái ngày nào mà chị rảnh là chị cũng đều ra cái miếu đó đó để mà chị thắp nhang cho chú Bảy hết, là thường xuyên luôn, tháng nào như tháng nấy cứ rảnh là chị ra qua đó chị thắp nhang. Và chị cũng thắp nhang xong và chị cũng đứng đó, chị cũng đứng kế bên miếu tầm khoảng 15 20 phút chị mới về để chị nhớ về cái thời tuổi thơ của chị, là đã có một cái khoảng thời gian mà chị đứng đó có một người chú Bảy bán gỏi bò đó đó, và lúc nào chị cũng tưởng niệm về chú Bảy hết đó. Năm nay chị cũng đã 30 mấy tuổi rồi đó. Thì đây là một cái câu chuyện, một cái câu chuyện nó ngắn thôi, kể về một hồn ma của người chú Bảy bán gỏi bò đó. Mọi người thấy nó có kinh dị không? Như mình thì mình thấy nó rất kinh dị, cái khúc mà cây kéo nó cắt 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 cái ha mà rồi có tiếng rao gỏi bò nữa đó, nó rất là kinh dị luôn. Thì mình cũng tin cái chuyện này là một mỗi câu chuyện có thật ha.
Thì mọi người, nếu mà mọi người coi mọi người thấy có tin hay không đó, thì mọi người comment ở dưới là có tin cái chuyện này nó có thật hay không ha. Đó thì ngày hôm nay là do mình cũng không có nhiều thời gian để mà mình ngồi mình kể đó, bởi mình còn phải thời gian để mình chỉ đi chăm sóc vợ và chăm sóc con mình mới sinh á, nên mình chỉ xin phép mọi người là mình chỉ kể một chuyện vậy thôi, và nó cũng tầm khoảng 20 mấy phút mà mọi người ha. Thì mình chỉ kể một chuyện vậy thôi, mình cũng sẽ cố gắng là mình sẽ ra chuyện hàng ngày đúng đúng 8 giờ tối ở cách ngày chứ, nó có thể là 24/6, có thể là 3/5/7. À, là 2 ngày 1 tập, 2 ngày 1 tập, và đúng 8 giờ tối luôn là mình sẽ đăng chuyện lên, mặc dù là nó hơi ngắn chút xíu, nên mọi người thông cảm giùm mình đi. Mình sẽ cố gắng làm sao á mà trong vòng 1 tháng để mình chăm sóc vợ con mình cho khỏe hết rồi đó, là mình sẽ cố gắng mình sẽ kể nhiều hơn, cái câu chuyện nó dài hơn, nó tầm 30 mấy 40 phút đó. Nhưng mà bây giờ thì mình không có thời gian nhiều, mình xin lỗi mọi người, nên mọi người thông cảm giùm mình, câu chuyện nó hơi ngắn ha. Thì thôi, câu chuyện tới đây là kết thúc rồi. Thì mọi người vui lòng là nếu mà được thì mọi người hãy bấm đăng ký, mọi người hãy bấm đăng ký ở dưới đây có góc nè, có cái nút đăng ký đó, mọi người bấm đăng ký kênh của mình nè đó. Tại vì sao? Tại vì khi mọi người đăng ký như vậy đó, mặc dù là mọi người không có chuyện để gửi về cho mình, nhưng mà khi mọi người đăng ký đó thì YouTube nó sẽ thấy là cái thằng Vũ này nè kể chuyện có nhiều người nghe, có nhiều người quan tâm nên người ta mới đăng ký. Thì khi mà như vậy đó thì họ sẽ ưu tiên cái những cái video mình đăng lên á, ưu tiên lên hàng đầu luôn, thì để những bạn khác thấy được và những bạn khác vào nghe. Thì nếu như những bạn khác có những câu chuyện ma đó mà thấy thấy mình kể như vậy nó hay quá, thì mọi người sẽ gửi chuyện về cho mình. Thì khi mình có chuyện là mình sẽ kể lại cho mọi người cùng nghe mọi người ha. Đó, nên mình cố gắng mọi người một chút, bỏ tầm khoảng 2 giây thôi để bấm đăng ký nè, còn bấm bật chuông nữa, có cái chuông kế bên mọi người nhớ bật nha. Đó, thì mọi người góp tay vô một chút xíu để cái kênh mình nó càng ngày nó càng lớn mạnh hơn, và mình sẽ có nhiều câu chuyện ma phong phú, một câu chuyện ma có thật hay từ khắp mọi nơi gửi về để mình kể về cho mọi người cùng nghe ha mọi người ha. Rồi, câu chuyện tới đây là hôm nay là kết thúc mọi người ha. Xin chào mọi người.